Tại buổi tập sáng 17 tháng 8, các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam đã trải qua gần 2 giờ đồng hồ quần thảo trên sân. Dưới cái nắng gay gắt với nhiệt độ lên tới 36 độ C, tuy nhiên, sự khắc nghiệt của điều kiện thời tiết dường như không tác động nhiều đến tinh thần của các cầu thủ. Tất cả đều nỗ lực đáp ứng các yêu cầu của ban huấn luyện trong vòng chuyển động liên tục của các bài tập, từ các bài khởi động cho đến các bài rèn kỹ chiến thuật và phối hợp thực hiện các tình huống cố định. Trợ lý Kim Hanun cùng các cộng sự trong ban huấn luyện cũng vận hành hết công suất để chỉ đạo buổi tập và thị phạm, uốn nắn kịp thời khi nhận thấy các cầu thủ chưa thể hiện đúng như ý tưởng của chiến thuật. Đây là điều rất cần thiết đối với các cầu thủ trẻ, giúp họ lĩnh hội tốt hơn với lối chơi mà huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đang xây dựng cho đội tuyển U22 Việt Nam. Ở vị trí chân giữ khung thành, các thủ môn cũng được tăng khối lượng vận động với các bài huấn luyện đa dạng của huấn luyện viên thủ môn giàu kinh nghiệm Kim Hyun-tae. Theo chia sẻ của thủ thành Trịnh Xuân Hoàng, huấn luyện viên Kim Hyun-tae đã áp dụng nhiều bài tập mới để hoàn thiện kỹ năng cho các thủ môn, đặc biệt là phản xạ và khả năng phán đoán tình huống. Chúng tôi đã học hỏi được khá nhiều từ huấn luyện viên Kim Hyun-tae. Bản thân tôi cũng đang dần dần bắt nhịp được với phương pháp huấn luyện của ông ấy, Trịnh Xuân Hoàng cho biết. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, đội tuyển U23 Việt Nam đã thi đấu rất xuất sắc và lọt vào tới trận chung kết. Thành công đó có sự đóng góp quan trọng của vị trí chân giữ khung thành. Cũng từ màn trình diễn ấn tượng đó, nhiều cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó có các thủ môn, đã tạo ra bước ngoặt trong phát triển sự nghiệp như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Hoàng. Khi được hỏi liệu có bản thân có kỳ vọng sẽ có dịp tỏa sáng để góp phần giúp đào tạo U23 Việt Nam tái lập thành tích của năm 2018 tại giải đấu sắp tới hay không, Trịnh Xuân Hoàng trả lời, hiện tại, tôi vẫn còn nhiều điểm yếu cần cải thiện. Tôi cũng có mục tiêu riêng của mình, nhưng chưa vội nghĩ đến điều gì xa xôi. Bây giờ tôi chỉ cố gắng tập trung vào chuyên môn để có sự thể hiện tốt nhất. Có huấn luyện viên thủ môn đấy à? Người Hàn Quốc à? Người Hàn. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.